Are you ready for your first word? Yes, I'm ready. I like it. Let's do it. Well. Sorry, I don't understand. Cũng chưa phát âm chính xác được từ khóa vừa rồi, cho nên cô máy thông minh của chúng ta chưa nhận diện được từ mà Phiang một phát âm. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra từ khóa của chương trình là gì nhé. So the correct pronunciation of the sound of this word is lo. Lo. O. And the American pronunciation is more relaxed, lo. Xin mời Phiang về vị trí ngồi của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón người chơi đầu tiên đến từ team những cô tiên nữ lực điền. Xin chào đón bạn Truyền. Baltic. I understand. Jake, you got it. Yeah, you got it. Xin mời kết quả của chương trình. I'm so impressed with your pronunciation of this word. She obviously knows this word. She's seen it before. I wonder why that is. Do you go shopping for clothing a lot? Yeah, is it weekend? We do not say these two syllables here. Okay. Even though we want to, we think we should, we don't. It's just said boutique. Boutique. Next word, Miss Chien. Okay. Okay. Tower. Sorry, I don't understand. Và đáp án của chương trình đưa ra là. So I think the difficult part of this word, because you got most of it, you got the towel correct. Towel? The towel correct, towel. Right? You got that part of the word. That's why everyone recognized either tower or towel. It's just that ending sound which many Vietnamese people struggle with. And that again is when we take our tongue and roll it and push it at the back of our teeth. Towel. Towel.